thử tưởng tượng bạn phải bơi liên tục hàng chục km, phải thức cả tuần không được ngủ một chút nào. Hay tay đấm liên tục khoảng 500 lần vào gốc cây cổ thụ. Các bạn nghĩ đây là những điều không thể. Thế nhưng đó chỉ là một trong nhiều bài huấn luyện để bạn trở thành những người lính tinh nhuệ nhất. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ phải trải qua những khóa huấn luyện được ví như địa ngục trần gian. Nếu như các bạn tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu 8 khóa huấn luyện quân sự khắc nghiệt nhất thế giới nhé. Bật mí rằng một lực lượng của Việt Nam cũng xuất hiện đấy. Lực lượng SEAL thuộc Hải quân Mỹ. Đứng đầu danh sách ngày hôm nay chính là bài tập vô cùng khắc nghiệt, được cho là vô cùng ám ảnh với bất kỳ ai. Đó chính là bài tập chống bị đuối nước. Các lính mới của lực lượng SEAL Hoa Kỳ sẽ phải bị bó chân tay lại trước khi nhảy xuống nước. Một khi đã ở dưới nước, họ sẽ phải nhịn thở trong vòng 5 phút trước khi trồi lên, hít thở trong vòng 5 phút. Sau đó lại chuyển qua nội dung bơi 100m. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo họ sẽ phải tiếp tục nín thở dưới nước thêm 2 phút nữa trước khi thực hiện các động tác nhảy tới và lui. Để kết thúc bài huấn luyện, các tân binh sẽ phải lặn xuống đáy hồ và dùng răng của mình để nhặt một món đồ vật lên bờ. Nghe thôi đã thấy khó thở và dường như là không thể rồi. Chính vì thế mà bài huấn luyện này được xếp top đầu trong những bài tập khó nhất thế giới. Và tiếp theo cũng là một bài tập không phải dạng vừa đâu. Tuần địa ngục của Hải quân Philippines. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Nói là tuần địa ngục thì các bạn cũng đủ hiểu rồi đúng không? Đây là tuần huấn luyện cuối cùng của các tân binh thuộc lực lượng SEAL thuộc Hải quân Philippines. Các binh sĩ sẽ bắt buộc thức suốt cả tuần mà không được ngủ trong khi thực hiện các bài tập cực kỳ khó khăn với cường độ cao. Ví dụ như tập bắn, chạy hơn 9 km và bơi khoảng 29 km. Nếu tất cả những thứ kể trên chưa đủ đô thì còn một yêu cầu khác còn kinh dị hơn. Đó là bạn phải luôn ở trong tình trạng say xỉn khi thực hiện các bài huấn luyện trên. Trời ạ, thế này thì đúng là làm khó các binh lính. Ấy thế mà vẫn có người vượt qua được. Điều này chứng tỏ giới hạn khủng khiếp của con người chúng ta. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có những bài tập cũng giúp con người khám phá giới hạn của chính mình đấy. Các lính đặc nhiệm của nước mình cũng phải trải qua những khóa huấn luyện căng hơn dây đàn. Ví dụ như thế này. Nhìn đã thấy hơi choáng váng rồi đúng không? Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn ở phần tiếp sau đây nhé. Đặc nhiệm người nhái Việt Nam. Đặc công Việt Nam là một trong những lực lượng đặc biệt được đánh giá thiện chiến nhất thế giới. Để trở thành một người lính đặc công phải hết sức khổ luyện. Đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, quân nhân được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Để trở thành chiến sĩ đặc công đã khó, nhưng trở thành chiến sĩ đặc công người nhái thực thụ thì lại không đơn giản một tí nào. Các chiến sĩ của chúng ta phải trải qua những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Đầu tiên về ngoại hình, chiều cao đặc công người nhái không dưới 1m65. Trọng lượng cơ thể không dưới 52kg, lực bóp tay yếu nhất không dưới 35kg, lực kéo không dưới 200% trọng lượng cơ thể. Để có thể làm đặc công người nhái, ứng viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức năng sinh lý về hệ tim mạch, hệ hô hấp, mắt, tiêu hóa. Và để trở thành chiến sĩ đặc công người nhái thực thụ thì công tác đào tạo phải mất tận 2 năm. Những kỹ năng cơ bản nhất của đặc công người nhái cần phải có, đó là bơi không có tiếng động liên tục tối thiểu 10km, lặn xa tối đa 1.000m, chịu sóng cực tốt để có thể lặn sâu và đi máy bay hay tàu ngầm đều được. Đặc công người nhái Việt Nam còn biết sử dụng thuần thục những vũ khí hạng nặng để tấn công khi nước ngoài xâm phạm lãnh hải. Trong tình huống khó khăn nhất, có thể ngụy trang chỉ trong vòng 1-2 phút. Chà chà, đúng là vô vàn gian nan và vất vả. Nghe thì dễ, nhưng để làm được như hình ảnh mà các bạn đang xem thì các đặc công của chúng ta phải có cả sức khỏe, thể chất lẫn một tinh thần thép. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Khắc nghiệt nhất của khóa huấn luyện gọi tên ép nhái. Chiến sĩ được đưa vào một buồng tăng, giảm áp, điều chỉnh áp suất bằng với áp suất nước biển ở độ sâu tương ứng. Quy trình này được tuân thủ nghiêm ngặt để rèn luyện sức chịu đựng của bộ đội khi lặn ở từng độ sâu khác nhau. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất để có thể lựa chọn được những người nhái đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong buồng tăng, giảm áp,
Sức ép sẽ làm cho lồng ngực có cảm giác như sắp vỡ tung ra, gây khó thở, khó chịu vô cùng. Nhưng đã là người nhái thì nhất thiết phải trải qua công đoạn này mới có thể lặn được ở độ sâu hàng chục mét. Nếu không, sẽ hy sinh bất cứ lúc nào khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Thực sự, để trở thành người nhái Việt Nam quả không đơn giản một tí nào. Nhưng một khi đã gia nhập và trở thành chiến binh trong lực lượng này, thì đến Mỹ cũng phải e dè vì sự nguy hiểm cũng như trình độ không phải dạng vừa của họ. Các bạn thấy sao trước bài tập của đặc nhiệm Việt Nam mình? Liệu nó dễ hơn hay khó khăn hơn các nước khác? Bạn hãy mạnh dạn để lại suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Chương trình huấn luyện của Triều Tiên. Nếu bạn thường xuyên đón xem video của Top 1 chúng mình thì có lẽ các bạn đều biết rằng Triều Tiên vốn dĩ là một đất nước vô cùng bí ẩn. Các lực lượng đặc biệt của quốc gia này còn bí ẩn hơn gấp bội, đặc biệt hơn cả là đội quân mang tên Stormcorps. Theo như một quân nhân đào ngũ từ Bắc Triều Tiên cho hay, các bài tập của lực lượng bí ẩn trên bao gồm đấm vào cây cổ thụ 5.000 lần trong một lượt, đấm vào một lon thiếc cắm đầy đinh nhọn và sau đó đấm tiếp vào muối. Nếu những điều trên là thực sự thì đây quả là một trong những chương trình tập luyện khủng khiếp nhất thế giới. Các bạn có công nhận điều này hay không? Và ở quốc gia này còn vô vàn những điều bí ẩn khác mà nếu như các bạn thích thú muốn khám phá thì hãy tìm lại video có tên Những điều bí ẩn có 102 tại Triều Tiên nhé! Biệt kích Đài Loan, lên thiên đàng, xuống địa ngục. Giống như các nước khác, để được tiếp nhận vào lực lượng người nhái Đài Loan, các chiến binh phải trải qua khóa huấn luyện vô cùng gian nan. Thử thách địa ngục kéo dài 10 tuần. Hầu hết thời gian huấn luyện là ở dưới biển hoặc trong các bể bơi. Thử thách cam go nhất là giai đoạn được ví như tuần lễ địa ngục, khi các thành viên phải tập luyện liên tục trong 6 giờ và có 1 giờ để nghỉ. Trong thời gian đó, họ phải hoàn tất mọi việc như kiểm tra sức khỏe, đi vệ sinh và tranh thủ chợp mắt. Trong đợt huấn luyện này, không ít người ngã gục vì quá sức chịu đựng và họ thường ăn nhiều tỏi để gia tăng sức đề kháng. Đã có xuống địa ngục thì tiếp đến là bài tập lên thiên đàng. Đây là thử thách cuối cùng trong khóa huấn luyện. Đề bài chính là bình trần bò qua đường đá san hô dài 100m và phải thực hiện các yêu cầu của người huấn luyện như chống đẩy. Sau khi vượt qua vạch đích, các thành viên vỡ òa trong nước mắt và được chỉ huy gia đình chúc mừng. Bài tập chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Nga. Nếu từ đầu video chúng ta tìm hiểu các bài tập chủ yếu bằng tay, rồi bơi, rồi không được ngủ, thì bài tập tiếp theo khá mới mẻ khi nó được tiến hành với một cây rìu. Đây là một phần của chương trình huấn luyện đặc nhiệm Nga. Bài tập yêu cầu các tân binh phải thực hiện những điều gần như bất khả thi chỉ với một cây rìu với độ chính xác cao nhất. Một trong những ví dụ điển hình đó là nhảy vòng qua một hàng rào kẽm gai và ném chiếc rìu của mình về phía tấm bia mà không được ném trượt. Ngoài ra, theo một cựu quân nhân Nga kể lại, lực lượng đặc nhiệm nước này còn phải trải qua một bài tập kiểm soát sự đau đớn nữa. Theo như ông cho biết, các tân binh sẽ phải chịu đựng một series những bài tập cực hình, bao gồm bị tương vào ngực mà không được ngã xuống, bị đặt một khối vữa đang cháy lên bụng và để cho người khác dùng búa đập vỡ nó. Lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh. Được thiết kế để cải thiện thể lực, sức mạnh và tinh thần đồng đội, bài tập chạy trên bùn được coi là bài huấn luyện kinh khủng nhất mà bất kỳ một người lính nào của lực lượng thủy quân lục chiến của Anh phải trải qua trong chương trình huấn luyện kéo dài 32 tuần. Đầu tiên, bạn sẽ phải bò sấp khoảng 45 phút hơn và sau đó bạn sẽ được yêu cầu đứng dậy và chạy, thực hiện nhiều bài tập khác nhau. Tất cả đều được diễn ra trên mặt bùn trơn trượt và lầy lội. Nói thật, top 1 mà đi vào chỗ bùn một tí là ăn hành, ngã ngay. Thế mà còn tập luyện trên bùn trơn thì xác định ngã liên tội. Có bạn nào ở đây giữ thăng bằng tốt và nghĩ rằng mình có thể tham gia vào bài tập này thì điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Bài tập lạ của lực lượng Hải cẩu Mỹ. Góp mặt cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là bài tập đưa đầu cho sóng biển đánh của lực lượng Hải cẩu Mỹ. Trong vòng tổng cộng 18 phút, các lính mới của lực lượng SEAL phải vòng tay nhau, nằm ngửa xuống, ngâm đầu mình xuống làn nước lạnh cóng và hứng chịu những cơn sóng dữ dội đánh vào đầu. Đó là còn chưa kể lúc thực hiện, họ còn phải la to những khẩu hiệu không ngừng nghỉ. Mục đích của bài tập này chính là rèn luyện sức chịu đựng và thể lực. Các bạn thân mến, có thể thấy mỗi bài huấn luyện đều có một mục đích riêng, nhưng tựu chung lại đều mong muốn đem lại sức mạnh thể chất lẫn tinh thần thép cho các chiến binh. Trong các bài huấn luyện mà Top 1 chúng mình đã kể ra trong video ngày hôm nay, bạn ấn tượng nhất với nước nào? Bạn còn biết quốc gia nào có bài huấn luyện khắc nghiệt hơn nữa thì nhớ để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ.
hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!